Em chào mừng em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương và tiếp tục cùng với em Tùng trải nghiệm những cái bộ mic không dây cao cấp ở thời điểm cuối tháng 12 này, phục vụ cho anh em có một giọng hát hay và giọng hát chuyên nghiệp. Đừng bỏ qua những cái dòng mic chất lượng nhá. Hôm nay đi bên cả anh em lên sóng cho anh em, đây là dòng mic STC XM10. Chắc là anh em cũng đã biết đến cái dòng mic này, em Tùng giới thiệu rất là nhiều video trước đó rồi để phục vụ anh em có giọng hát vô cùng chuyên nghiệp và thức công nghệ cao của phiên bản STC XM10, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho em khách hàng, đặc biệt là với những em đang cần có bộ mic không dây với cái chất lượng hoàn hảo. Và hôm nay thì bên cả anh em tiếp tục lên sóng cho anh em đến cái dòng mic STC rất là chất lượng, phục vụ anh em cùng các anh em đập hộp và trải nghiệm thức giao diện và tính chất lượng âm thông của dòng mic STC XM10 nhé. Và cũng có rất nhiều anh em hỏi em về giá thành, em cũng đã nhắc cho anh em rồi, giá thành hiện tại của dòng mic này bên cả anh em đang có chương trình khuyến mại đặc biệt. Khi các anh em mua bộ mic không dây STC XM10 thì chúng ta được tặng ngay một bộ pin sạc và tổng thanh toán anh em bỏ ra chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Một con mic vô cùng chất lượng và đảm bảo về các cái tính năng phục vụ anh em, đặc biệt là giọng hát sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Em thấy cái dòng mic này vô cùng chất lượng cho anh em lựa chọn đấy. Đây là toàn bộ linh kiện bên trong của dòng mic STC XM10. Ngoài ra thì bên em tặng cho anh em một bộ pin sạc, các bác nhớ cho em nhé, để chúng ta sử dụng lâu dài, bền bỉ và tiết kiệm mà hơn với cái chi phí khi chúng ta đi mua pin thông thường. Tất cả linh phụ kiện đấy các bác, bộ đầu thu, hai phần tay mic đây. Và em kết nhất là cái phần tay mic của STC XM10 với thiết kế theo kiểu dáng công nghệ cao này, phiên bản màu sáng nằm ở phần giữa, phần đầu phần đuôi sẽ là phiên bản màu đen, và cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay đó là cái sự thoải mái chắc chắn và độ nặng đương nhiên rồi cũng có, để cảm giác như là khi chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy là rất vừa tay, đập thoải mái và tự tin để lên tông giọng của mình. Và cái phần tay mic các bác hoàn toàn có thể tháo ra, chúng ta có thể sử dụng pin trực tiếp ở trên này. Và trên phần tay mic cũng có ngay tem bảo hành của STC để chúng ta yên tâm hơn. Và là sản phẩm chính hãng rồi, đương nhiên thì anh em sẽ không phải lo gì về chất lượng, kể cả là cái chế độ hành nữa. Bên em cũng sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em là 12 tháng để anh em yên tâm hơn khi mà đã đặt hàng bên cửa hàng Tùng Audio. Và tất cả linh kiện đi kèm nữa thì em sẽ cùng anh em kiểm tra ngay bây giờ, như là giá chống lăn. Mẫu này thì nó sẽ dùng quai rời nhé. Đây là cái quần phần quai sách để chúng ta có thể bắt tủ đồ. Anh em nào sử dụng tủ đồ thì cho để quần, nếu như chúng ta không cần tủ đồ, chúng ta để bình thường ở kệ hoặc để trong tủ bình thường thôi thì chúng ta có thể để trực tiếp mẫu sản phẩm này, không cần đến cái giá để chúng ta bắt nữa. Thì bên trong nó có cái linh kiện như thế nào thì em cứ để nguyên cho các anh em tự lựa chọn và tự sử dụng với format đi. Dây jack 6 ly và dây jack cắm nguồn của STC XM10 đây các bác. Cắm điện trực tiếp nguồn áp 220V nhé, là chúng ta có thể sử dụng được ngay. Đấy. Và ngoài ra thì mẫu sản phẩm này sẽ sử dụng là hai dâu anten. Với hai dâu của em nó thì khá nhỏ nhắn, đúng không? Chúng ta để tủ đồ rất đơn giản dễ dàng, tránh tình trạng là dâu dài quá chúng ta để tủ đồ lại khó khăn. Thì nhà sản xuất đã thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng bắt sóng vô cùng tốt cho các anh em lựa chọn với phiên bản STC này. Bây giờ cùng các anh em trải nghiệm hình thức giao diện của dòng mic rất đẹp và chất lượng. Nếu các anh em mà nhìn thấy phần tay mic này, cái bộ đồ thu được, các bác sẽ thấy ngay cái dòng của STC, đặc biệt là cái dòng mic như thế này, họ làm thiết kế vô cùng đẹp mắt với âm lượng tổng rất là to này. Mặt màn hình ngay chính giữa hiển thị ngay các cái thông số cơ bản cho anh em, vẫn có đầy đủ tính năng set tần số, tăng giảm âm lượng và thêm tính năng tự ngắt ở trên tay mic nữa, cũng sẽ đảm bảo an toàn, bền bỉ và tiết kiệm pin hơn. Phần trên đây các bác nhé, nếu như những cái dòng sản phẩm chính hãng của STC hiện nay thì đã dập chữ STC trên thân máy rồi, thì cho biết được các dòng sản phẩm này có là hàng chính hãng và chuẩn để các anh em lựa chọn, có logo, mã QR code để các anh em kiểm tra hàng. Và đồng thời phía sau đây các bác nhé, dâu anten chúng ta cắt bắt kết nối ở đây, đường dây 6 ly chúng ta bắt kết nối vào đường dây nhỏ ở giữa này, hay đầu dây ca lông cho anh em kết nối trực tiếp với các thiết bị sử dụng đầu ca lông, và có cái chế độ nhạy nhé, chúng ta có thể tăng giảm đấy, rất đơn giản dễ dàng. Bây giờ thì cùng với em cắm điện lên và trải nghiệm âm thanh, tiếng chất lượng âm thanh và hình thức giao diện của dòng mic STC DX10 các nhé. Anh em, đây hình thức thiết kế của dòng mic STC DX10 rất chuyên nghiệp, độc đáo theo kiểu dáng công nghệ mới và có cho mình rất nhiều tính năng để phục vụ anh em trong việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình chuyên nghiệp nhất. Các phím chức năng âm lượng thì em cũng đã hướng dẫn cho anh em ở những video em làm chi tiết về dòng mic STC XM10 rồi. Tăng giảm âm lượng núm A, volume B và A, các anh em có thể chỉnh phần mic A, mic B. Ở giữa sẽ là mặt màn hình hiển thị ngay các chế độ tần số để anh em có thể biết được chúng ta sử dụng tần số như thế nào. Hoàn toàn có tính năng để set tần số, chuyển các cái tần số khác nhau để đảm bảo với chất giọng hát của anh em không bị nhiễu sóng, không bị vấp. Chúng ta hãy chọn một cái tần số tốt nhất. Và ngoài ra khi các anh em nhận hàng về thì em đã cài sẵn cho anh em một cái tần số đảm bảo an toàn rồi, để phục vụ anh em có một giọng hát vô cùng chuyên nghiệp, tránh tình trạng bị vấp hay là nhiễu tiếng lờ. Và STC XM10 thì sẽ có cho mình chất lượng âm thanh vô cùng đặc biệt. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm âm thanh để từ một sản phẩm STC XM10 để cảm nhận âm thanh tốt nhất. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhé. 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7
Anh em thấy sao ạ? Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Với tính chất âm thanh của ETC DX10, các bác thấy cái chế độ sắc nét, độ lịnh tiếng, chất lượng âm thanh hoàn hảo là như thế nào chưa ạ? À, tiếng cao lên hẳn và có chế độ nhẹ nhàng rất dễ chịu, giọng hát em cảm giác là nó rất là bay, dễ hát và có thêm cái chút lịnh tiếng ở trên này nữa. Và cái dòng ETC DX10 nhé, khi mà chúng ta hát nó còn bộc lộ được ra cái chất giọng thật của bác nữa, rất là chi tiết và cụ thể, và đặc biệt là khả năng chống hú của em này cũng rất tuyệt vời. Khi mà em ngồi rất gần loa như thế này không hiện tượng rìu rúi xảy ra, và đây là một trong cái dòng mic mà em cũng đã từng đánh giá rất nhiều video em làm rồi, một dòng mic không dây gia đình đạt hiệu quả cao nhất mà em đã từng review cho anh em. Nếu trong khoảng tầm giá như thế này thì em hoàn toàn có thể lựa chọn cái dòng mic này để chơi phòng hát đỉnh. Còn ý kiến đến các em khách hàng thì sao, liệu các bác anh em có muốn bỏ ra 2 triệu 200 nghìn đồng để có ngay cho mình một dòng mic không dây đạt chuẩn gia đình tốt và chất lượng như thế này hay không? Liên hệ ngay theo số điện thoại bên em Tùng phía dưới màn hình 0979629336, hoặc để lại phần bình luận video bên dưới để bên em có thể giải đáp và đóng góp cho anh em những cái ý kiến khác nhau đến từ anh em khách hàng với dòng mic ETC DX10. Và video của em xin dừng lại tại đây. Thế là tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.